cứ cứ sợ em Tâm rồi ảo giác, ảo tưởng là cứ cứ thấy cứ nói vậy hoài. Có nghĩa là mọi người là anh Hải anh sợ quá, anh tự tưởng tượng ra, chứ thực sự Linh thì cũng phải có Linh. Đúng rồi. Tâm ơi. Ủa mà bữa giờ có thấy Tâm mà về còn về lại không? Từ khi mà Tâm mất á, mợ có thấy Tâm về không? Có dẫn dòng lần hai về thấy em nó về. Là cúng thứ tư đó là không gặp nữa. Em nó về cứ giỡn như đó là nó kêu anh đó vậy đó. Nói anh Tấn ơi em về nhà vậy rồi đó là cháu cho nó cũng không gặp tới giờ luôn. Cúng thứ tư là gặp. Là chính mắt mà thấy đúng không? Thấy luôn. À, là chụp hồn lần hai á hả? Lần hai. À, về trên này á mà. Về trên chỗ nhà ở đó. Về chỗ cúng đó. Về trên chỗ cúng đó. Còn ở dưới Hậu Giang thì anh Hải chia sẻ thì thấy em như là đêm nào cũng về. Rồi thì nói mình không biết nói sao hơn thì nhà anh thuê nhà cậu Hải đó mình cũng không biết làm sao. Rồi đó kêu về đó là đi xin cơm đồ ăn rồi uống này nọ, nói không về còn xin lại cô ở cứ cứ sợ em Tâm rồi ảo giác, ảo tưởng là cứ cứ thấy cứ nói vậy hoài. Có nghĩa là mọi người là anh Hải anh sợ quá, anh tự tưởng tượng ra, chứ thực sự Linh thì cũng phải có Linh. Đúng rồi. Nhưng mà cũng phải cái mức độ Tâm nó Linh thì cũng... mình cũng chấp nhận, tại vì nó còn con trai mà. Dù đó thì đâu tránh khỏi. Dạ đúng rồi. Còn cái vụ hôn mỗi đêm đó thì ở đó gia đình của Hải thì sao thì mình không biết. Còn ở trên đây ruột gà không thấy thì làm sao mà người dân mà thấy. Hải thì với Tâm thì hoàn toàn là xa lạ rồi. Đi mặn ghé đó chơi rồi biết thôi. Rồi thì ví dụ em Tâm nó ai lớn thì kêu bằng cậu, bằng chú, bằng anh vậy đó. Yeah. Chứ không có ruột gà gì hết. Thì nói thì nó hiền, thì ai lớn thì nó kêu vậy đó. Thì nói chung ra là em Tâm nó mắc ở dưới thì em biết người ta nói sao thì ta nói thế sao vậy. Cũng không hiểu lý do. Vì con thấy ví dụ như người ta Linh thì chỉ người ta sẽ Linh một cái mức độ nào đó trong vòng bao nhiêu ngày đó, chứ còn bữa giờ con thấy cứ là ngày nào nói chung là dường như là anh Hải á, cậu Hải á là truyền cái thông tin bằng ngày nào Tâm cũng về, ngày nào Tâm cũng về hết rồi. Đó không phải là vấn đề là có hay không, chuyện đó chỉ có anh Hải anh biết thôi, hay là anh tự tin thì mình nói thì nói mình binh cháu mình đi. À, sự thật là không có như vậy đó. Người ta thì người ta sợ quá, người cứ suy nghĩ gì hoài, cứ nói lên gì hoài thì mình cứ biết gì hoài đó. Mà cũng là sự thật thì em nó đã về đây đi nghỉ đây rồi. Về nói chung là nói là về cả một cái xóm đấy mà Hải cứ vô xin đồ ăn nhà ai cũng xin. Thì tôi nói cho chung đi. Ví dụ về không về, về hay là không về, hay là Linh không Linh là cho của cậu Hải đó. Do nên cậu Hải đó. Do cậu Hải mà lên đúng không? Dạ. Do nên cậu Hải mà về hay là không về, Linh hay là không Linh đó. Tại vì cậu Hải là nói hôm bữa con mới xuống 2-3 ngày trước á, là cậu Hải nói là cái chị gì bên tập bên á là thấy Tâm về, thấy hiện về xin cơm luôn nha, thấy thật sự lấy Tâm về cho xin cơm mà em Tâm nó mắc ở dưới thì người ta chứng kiến ở dưới, mình thì không gõ nguyên nhân thì ta nói sao thì bữa đó là chị đó nói còn nói chuyện đó mà nói chuyện với Tâm luôn mà nói kêu trời ăn thì đi vô lấy ăn đi, ăn cơm bữa đó ăn cơm với kho quẹt với canh gì đó. À, bạn nói là Tâm nói là hơi ăn con ăn với kho quẹt. cái đó là mấy hôm bữa trước còn à. Bữa mình xuống đó là nói là bà cô đã nhìn thấy ngồi ngay cái nhà, góc nhà tắm đó xin bây giờ đừng cho ai tắm trong cái nhà tắm đó. Mỗi một cái bị túp là em nó ngồi đó đứng đó làm đó là gì đó là có hết.
có nghĩa là mỗi cái nào YouTube nào vô quay là đều có một cái sự lên tiếng quá quá tâm. Em nó ngồi chỗ mấy nhà tắm mà chổi càm rồi lầu nghỉ chỗ đều có hết. Đúng rồi, có nhiều nửa đêm mà chổi càm rồi. Đúng rồi, đúng rồi, có luôn. Xin cái nhà tắm để thờ đó. Thì bữa cũng có chia sẻ đó, mà không phải là mà thấy bà cô kế bên thấy. Em cũng nhiều người cũng bức xúc kiểu đó. Đấy, những vậy đó, em Tâm mà hồng ma nào mà đòi nhà tắm ở thì nhiều người cũng bức xúc như vậy. Mình cũng không hiểu làm sao. Tại vì ở dưới người ta thấy là chứng kiến người ta cứ gõ như đi, còn mình ở đây thì mình không có thấy mặt mũi là sao, chỉ đem hàng em về thôi. Mà em vô hàng rồi đem về đây thôi, mình không hiểu gì nữa. Tại vì cô chú Mạnh Thường Quân cũng rất là thương cái hoàn cảnh của Tâm. À, cho nên giống như nhiều người nói này nói kia giờ không biết ai là có bên nào đúng bên nào là sai. Nè, nhưng mà tại vì quá trời nhiều người cũng không biết đỏ tin cái nào hoặc là không tin cái nào, mà nói chung ra gì đi đó. Bởi vì giống như ví dụ như là bây giờ Tâm muốn ở dưới đó, nhưng mà dưới muốn cắt cái để cái thờ cúng ở dưới là tất nhiên thì phải cô chú sẽ thí dụ Hải muốn nguyện vọng Tâm ở dưới đó. Thì từ đầu là không có điện về trên nhà mà kêu đi dẫn vong, cứ cho em ở dưới đi. Đó, không điện về nhà đặng mình rước vong chi 2-3 lần đúng không? Đó, nhưng mà cái nguyện vọng của Tâm nó muốn vậy thì còn Hải cứ để là ở dưới đi, không cho dẫn vong 2-3 lần. Còn cái này cậu Hải nhờ cậu Thiện cứ kêu vậy đó, bắt buộc trên này thì phải đi xuống, mà xuống thì dẫn dông em về rồi thì cứ ở dưới nói hoài vậy. Em nó chưa về kia nọ thì cũng không biết đó, sao đó. Đó thì cái nguyên nhân đó đó. Bây giờ là cậu Hải là nói là Tâm về xin cái chỗ đó để ở đó, cho nên là những cô chú giống như là thương Tâm đi, tiền không có đáng bao nhiêu hết, giống như cắt cái đó thì không bao nhiêu tiền, vẫn có thể cho gửi về cho bình thường. Không, bây giờ mình ta giống như em Tâm bây giờ là ở chột hồn về đây rồi, mà ở dưới bây giờ nó là thì ta hiện giờ Tâm đang ở dưới đó, bây giờ không biết là nên thờ Tâm đang ở cái chỗ nào để mình thờ cúng rồi nữa. Nói chung ra mình á, mình ví dụ mình cúng đi, mình cúng mình chung nhà tắm mình cúng được không? Bởi vậy mình nói cái ví dụ vậy thôi đó, hơi trái chiều cái chuyện đó. Đa cũng nhiều người cũng bức xúc chỗ đó, cái nhà tắm mà sao mà thờ cúng. Còn hô lập miễu, em Tâm nó là người như mình gì nè, chứ phải em Tâm là người ở cõi trên hay là thằng thánh gì đâu mình lập miễu đúng không? Cũng nhiều người bức xúc dữ đó nữa. Nếu như mà mình muốn lập miễu ở đấy đấy thì chúng ta là mình muốn là người ta ở đấy, còn mà mình không lập miễu thì người ta có thể người ta siêu thoát người ta đi, còn lập miễu thì người ta phải ở đó rồi. Nghe nè. Biết rồi, chút chảnh lên nó ghé đó luôn. Nè, đây giờ đi lên chảnh còn sót lại mấy đồ dĩ dãnh kìa. Rồi về đem xe về cho anh chẳng đi lấy một bia. Dạ, bây giờ mộ uống nước thôi, mà đi lấy bia mộ cho, mộ bia cho Tâm. Bây giờ là cái mộ đó là cái bia đồ là cái chuyện thờ cúng là bên mợ lo. Dạ. Mợ bây giờ là thờ cúng Tâm. Thờ em Tâm, cúng em Tâm nhà đó. Một bên đây thì bàn thờ của con trai thứ hai, bên đây thì cháu. Yeah. Hai thằng nằm hai bên. Tóm lại là bây giờ chuyện của Tâm là mở thờ cúng. Lâu hết. 7-8 ngày trước có là một chục vô tục kinh cho Tâm á. Đó mà như là mẹ của Tâm chưa đi mà cho mẹ hôm qua ta. Bữa cúng bên nhà mợ á. Sao mà bữa có coi clip đó mà không thấy mẹ của Tâm luôn á. Mình cúng, mình rước gì rước dông về rồi sáng sửa sẵn làm đồ cúng. Mình nói thôi anh ơi, bây giờ điện chị Năm đi lên cúng với mình đi. Bữa nay là cúng thứ tư cho Tâm. Chị có lên thì lên, thì anh chẳng anh mới móc điện thoại ra là cậu Sáu nha. Móc điện thoại nói chị ơi, bữa nay em cúng thứ tư cho Tâm đó, chị có lên thì lên. Thì trong máy thì tôi đứng kế bên này, hai đứa cháu cũng đứng kế bên. Thì chỉ nói là chỉ mất đi công chuyện rồi, hoặc là làm công chuyện rồi không có làm được, không có đi được. Rồi là mình gõ vậy thôi. Cái YouTube khác đi xuống nhà chị, thì chỉ lên tiếng chỉ nói là
cậu mợ, con của chị mất, cậu mợ không dẫn dòng, không không qua ý kiến của chị. Dạ. Cúng kiến cũng không thèm nói tới một tiếng nào hết. Đó, là nói cậu mợ sao chị? Chút mình ấy thì chị nói sao chị nói, chị lên clip của mình thì clip của ai đó chị hiểu trơn. Điện cái ông em còn nói là cha dưỡng nghe, nói có điện cho tôi nhưng mà không nghe máy, để cho tôi nghe tiếng chuông tiếng mõ có khóc bang bang đó thôi chứ không nói chuyện gì hết. Cậu cháu bữa đó tức lắm, có điện mà chị Năm chính miệng chị Năm là chị ruột của ảnh luôn, nói gì luôn. Buồn quá rồi ảnh kiếm số điện thoại đang điện chữ mà điện cũng không bắt máy. Là mẹ Tâm không nói là, máy đâu. Là mọi sáu với cậu là không có nói với bà, nói với mẹ Tâm một tiếng nào để giống như là mình chụp hồn hay là nãy kia rồi là không không thông qua. Mẹ Tâm nói vậy đó. Nói ở dưới nghe nói cái những cái kia tấp khác á, nói cái tấp khác á, cái ngày cúng em Tâm mà kêu lên hổng lên. Tới chừng cúng em rồi 4-5 giờ chiều rồi vẫn tức khác lợi đằng mã khóc kêu em Tâm hiện hồn về chứng kiến. Con có linh về chứng kiến cho mẹ đi, giờ mỗi sáu cậu sáu cứ chúc hết cho mẹ để thừa mẹ bỏ bê con không lo cho con. Thật sự bây giờ thật sự nói ra là cộng đồng mạng người ta cũng biết hết rồi. Dạ. Bả mẹ của Tâm là đâu, thật sự đâu có lo, đâu có lo đâu. Thì tôi nghĩ là cha mẹ cứ nói gì nói đi, ai coi clip là lên cái mạng coi là thấy trơn, hiểu trơn sự tình từ đầu tới cuối. Mà ví dụ người mấy người dân này, chị em trong gia đình là cũng biết hoàn cảnh của tôi làm cho em Tâm nó như vậy, mẹ như vậy, thì cậu mở đi như vậy đều hiểu chuyện hết trơn. Thì kệ đi, chị muốn nói sao chị nói. Cho cậu mợ. Thì bởi vậy. Nhưng mà cộng đồng mạng người ta nhìn vô thì người ta cũng hiểu. Cái gì đấy là bổn phận như con mình thì cái bổn phận mình tự mình phải biết, mình liên lạc để mình hỏi người ta, mình biết là con mình ngày nào ngày giờ đi nào để mình lo, mình lo đầu, cho con. Đường này sai lại chắc thôi không về. Rồi cái bắt đầu hô lần sau chứ thằng đi nữa thì chỉ có lên. Cậu Thiện kêu đi lên hỏi ý kiến của cậu sáu mợ sáu, rồi tôi mới nói, cậu nó mới nói ý con của chị mà mất thanh qua tôi cậu mợ cái gì, đúng ra là chị phải tự quyết định đúng không, đi đúng ơn quyết định ơn chứ không cậu mợ. Rồi cái ngày đó thì hô đi ở kêu xe này kia kia nọ, rồi cũng không lo xe lo này lo kia hết trơn. Thì trên đây cậu Thiện nó điện lên hỏi sao rồi sao không thấy xuống, là cái đêm nó hô xuống đó nha, đi mà không đi đó, tại vì ở dưới chỉ hôn chỉ không kiếm xe cũng không kiếm người, mà chỉ có tiền cho mình hay thì ở đây mình bắt buộc mình phải lo nữa rồi. Tại vì ở dưới cứ điện lên điện xuống là điện lên là phải đi mình đây thì mình lo, thì chị cũng hiểu mà. Rồi đó đi rước về thì sáng lại cúng, thì chị nói bệnh viện vậy đó, mình chịu đi chứ sao giờ, mình có quan ức ấm ức nhiêu thì mình cũng ôm hết trong lòng đi chứ sao giờ, để cho cộng đồng mạng người ta hiểu đi. Chứ giờ chị không hiểu mình thì để cho cộng đồng mạng với những người người ta lên YouTube đó ta hiểu đi chứ sao vậy. Mình thì mình hết biết nói gì rồi, nói chung là mình hết biết nói gì rồi đó. Mình nói quá thì nhiều gì cũng chị dâu mà chị chồng mà chị ruột của chồng mà nói quá thì đúng không. Vậy thôi, mở đi lấy bia lên rồi, cho Tăng. Cảm ơn mọi chia, chia sẻ. Con cảm ơn mọi nha. Cũng cảm ơn thay mặt cậu sáu mà sáu đầu cảm ơn luôn ha. Với gia đình Tâm rồi cảm ơn luôn đi. Kể đi mẹ sao sao kể đi. Kể đi. Kể đi. Để cho cộng đồng mạng tự hiểu đi. Tự hiểu đi chứ mình không nói không biết nói gì đâu. Dạ. Thì anh chỉ nói gì nói thì mình nhờ đi, mình nhờ cộng đồng mạng với những người quay YouTube hiểu mình đi. Dạ. À, chị cảm ơn vậy đi, đem xe chảnh chảnh đi lấy một viên nha.